Thì xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn, trở lại Thủy Farm Radio Oregon ở đây ha. Bây giờ trời còn sớm, cái giọng này còn sáng lắm ông bà cô chú anh chị, còn sớm nên mà chưa có nóng lên đó. Bây giờ thì ra thì trồng cây, bỏ rau củ quả xuống để một hồi. Hôm nay rất là nóng luôn, 28 độ, cho nên là thôi bây giờ còn sớm, bây giờ mới 7-8 độ buổi sáng không bà cô chú anh chị, 7-8 độ thôi, cho nên mặc cái áo phát ra làm để một hồi trời nắng mình chạy vô, chứ mà để mà chưa lên nắng làm không nổi không bà cô chú anh chị, nắng lắm. Bây giờ ở chỗ thị bây giờ chỉ có mới có 7:30 sáng thôi, chồng đi làm, con bắt đầu đi học, đứa nhỏ thì ngủ, chạy ra ngoài làm làm một hồi chưa vô cho nó đỡ nắng ha. Mình phải làm sớm vậy chứ không thôi không trồng cây cỏ được đâu bà cô chú anh chị. Trời mà nắng vô là chạy vô núp nắng liền. Đây thì sẽ bỏ cái mớ bắp này xuống và cái mớ đậu này xuống ha. Cái này là mình không có mua từ bịch nhỏ mà mua vậy nè đó. Mà năm nay thì trồng bắp ít lắm, trồng có cỡ này thôi. Mấy năm rồi là Thủy trồng nhiều, thật nhiều, nhưng mà thôi năm nay trồng ít thôi, trồng các loại khác cho nó vui với loại đậu này. Bà Lê nói là phải trồng cái đậu này với cái bắp này, thì để Thủy trồng coi nó làm sao. Ông nói trồng vậy đi để cho nó leo lên đó. Còn đây thì mấy cái cây giống thì ôm nè, ôm giống nó. Còn đây là bắp nếp, bắp nếp thì ôm sẵn rồi, bây giờ Thủy cho xuống luôn đó, cho xuống luôn thôi. Bây giờ ra làm chắc làm cũng 4 tiếng á, xong rồi đây. Cái này thì mong mà cô chú chị biết không, cái này thì là giống như nó mưa, nó nắng, nó mưa, nó không có, giống như là chưa có để mấy bữa là nó thành bông thôi, xong luôn rồi. Còn mấy cái này thì nó chưa có lên ha, còn cái này là nó lên đó. Cái nào nó lên rồi á thì mình đem ra mình bỏ xuống bà cô chú anh chị ơi. Đó, rau ở quả nó lên này nè. Cái vùng này để trưa nay, chiều nay trời mát thì ra sẽ suy đất. Là mấy bữa nay ấm lên đó. Cái nó cũng có cỏ lên rồi nè. Đó, bây giờ thì phải sơi đất nó lên để thì cho hạt xuống, xong rồi chiều nay nắng ấm cho nó khô đất á, xong rồi mình mới sơi đất lên. Chứ bây giờ mà còn ướt ẩm ẩm vậy nè, sơi đất nó cực lắm. Được một mớ này cũng thích ghê mà cô chú anh chị. Mấy chậu dâu mới thì nè, có dâu rồi nè. Đó, có mấy trái dâu. Trời ơi, có mấy trái dâu nhỏ nhỏ rồi. Đây à, có ha. Ôi, đã ghê luôn. Chưa, năm nay là thu hoạch mấy trụ dâu này cũng được. Ở đó thì mấy hẹ thì sang nó qua đây đó mà cô chú anh chị. Tại mấy hôm nay trời cũng mưa, nắng, mưa, cho nên không có làm được cái gì. Bắt đầu từ hôm nay trở đây là nắng dữ lắm nè, mong là nắng luôn. Để mình ra mình trồng, mình làm. Đây là bắp cải đó, bắp cải nha. Thì con đây là gọi là gì ta, bông cải. Rồi vô cái cây coi nó bự chưa, nhìn nó xa xa vậy chứ nó bự nha. Thì nó to lắm rồi đó. Bữa nào mà ăn cái gì rau sống là có rau sống ăn rồi. Ở đây coi nè. Để thì bóc qua cái con gì trong đây vậy, đâu có con gì đâu, nhìn đã không mà chứ nhỉ, đã ha. Một hồi á là Thủy cho thêm hai cây này xuống. Hồi năm rồi mấy năm kia cây của Thủy nó bị chết á, nó bị con này con kia ăn, cho nên năm nay nè thì mua thêm thì bỏ xuống. Cái này là đó. Này, ôi hai cây này rồi, bỏ nó xuống cho nó năm nay có một chút ha. Còn đây là những cái rau mà hiện hồi thì phải bỏ xuống hết luôn nè. Ở đây có cải, cái cải này cũng ngon lắm. Thôi họ thì bỏ xuống. Mấy cái rau thơm nhỏ nhỏ này thì mua đó, thì trồng vô cái chậu, cái thì để gần nhà cho mấy con sâu, mấy con gì nó đừng có bay vô nhà Thủy. Chứ không thì ở trong quê á, nhiều muỗi lắm, nhiều ấy lắm, cho nên để mấy cái rau thơm á. Ở đây thì có những cái hạt giống thì ôm xuống rồi, thì nắng lên là nó lên bọc cho anh chị ơi. Đây một cái giường này thì trồng quá trời luôn rồi đó, nhưng mà chưa có cái gì lên. Ở trong đó là cũng bắt đầu lên nhỏ rồi, quá trời, một dọc của mình chứ anh chị. Đây nè đó, ở đây thì có một mớ này là thì rêu nó sớm, nó sớm lắm, cho nên là bây giờ nó có rồi. Mấy chừng 2 tuần nữa là nó sẽ có đậu cho mình hái ha.
thì cái mớ này nó xong thì Thủy có cái mớ ở trong đó. Và ở bên đây thì Thủy cũng cho gạo củ quả xuống hết rồi nè. Đó, ở bên đó là khoai lang, à khoai tây. Thủy có mấy khoai tây luôn, 1, 2 khoai tây giờ Thủy lên rồi đó nè. Đó, nó lên rồi đó, thì bỏ xuống cũng được tuần 2 tuần rồi. Rồi nó lên rồi, bây giờ cho nên là ở không mà trời nắng ấy ra là suối đất thôi. Thì có khoảng 2, 4 khoảng 6, 8 đường khoai tây giống vậy mọi người ơi. Năm nay cũng khoai tây cũng nhiều, tại thì bỏ xuống có đó, thì có nên thì bỏ xuống, tại không có mua cái năm này ăn cái năm kia mình để đó đó. Còn đây thì có của hành nè, của hành nhà thì cũng lên nè. Đó, để sai thì cũng thấy chưa, để xuống nha nè. Đó, à, thấy của hành nó lên nè. Cái này mà mình xài hành thì lấy ra cũng được, nhưng mà cái này là của hành lớn á, thì bỏ của hành xuống. Nó có 3 loại ha, một loại tím, một loại trắng và một loại vàng. Ở đây thì có là 2, 4, 6, 7 hàng. 7 hàng. Còn đây thì đậu nè. Mấy cây đậu có cá lên, có cá không lên, không hiểu sao phải đợi nắng nữa nó mới lên đều. Thấy không? Mà cô chú anh chị thấy để nó xuống vậy á là thấy cái hàng đậu rồi. Cái hàng đậu nhưng mà quay ở trên này nó còn nhỏ quá, chưa thấy. Để bữa nào cho hạt giống xuống xong rồi bây giờ bắt đầu là bắt đầu ngày nào cũng ra cuốc đất nhổ cỏ, ngồi nhổ cỏ mà cô chú anh chị cũng cuốc đất nhổ cỏ hết trơn. Đó, cái hàng đất bên đó ra. Đó, chồng Thủy xới cho Thủy rồi. Bây giờ Thủy chỉ ra và bỏ hạt giống xuống thôi. Ở bên đó thì còn một khu bên kia thì từ từ làm từ từ. Còn bên kia thì cái nào mình thích thì mình xơi đất thêm mình bỏ xuống. Còn cái này là một mình Thủy làm chắc cũng mấy tiếng hồ, cho nên ra làm sớm không bà cô chú anh chị. Đấy, bỏ hạt giống xuống. Bây giờ một hàng này để Thủy lấy bắp ra, Thủy cho bắp xuống đây. Bắp mà thì ôm trước á, bắp nếp thì cho bắp nếp xuống rồi. Bây giờ xuống rồi thì mới cho bắp mỹ xuống thôi, đây cho chung luôn đi. Tại vì biết sao mà cô chú anh chị, bắp nếp của mình á thì ăn á thì nó dẻo, nó như là nếp, nó dẻo nữa, nhưng mà nó không có ngọt giống như là bắp mỹ. Cho nên thì sẽ trồng gần bắp mỹ để nó vừa dẻo mà nó vừa ngọt, để cái bắp mỹ á nó bay qua. Tại vì cái bắp mỹ nhà Thủy á trồng nó rất là ngọt luôn, thì cái bắp mỹ này nó sẽ bay qua, thì cái bắp nếp của mình nó vừa dẻo nó vừa ngọt nữa. Để Thủy thử vậy coi ha, rồi mình bẻ bắp coi nó như thế nào ha. Thủy có một lần Thủy trồng bắp nếp á, cái Thủy ăn á, mà Thủy ăn nó dẻo thôi nhưng nó không có ngọt, nó không có ngọt giống như là bắp mỹ. Cho nên là thôi để mình làm thử đi coi nó sao ha. Bây giờ gà làm hết cái khu này nào bà cô chú anh chị. Đây mọi người ơi, bây giờ Thủy đi ra đi xuống Thủy cào đất rồi Thủy bỏ hạt giống xuống ha. Bỏ hạt bắp xuống, cào từ ở trên đi xuống, ở cái đường ở trên này đi xuống thì Thủy cho bắp nếp xuống. Còn một hồi nữa thì Thủy sẽ cho những cái bắp mỹ ở dưới kia, tại vì Thủy để cái vùng đất ở trên đây để Thủy trồng những cái khác đó. Nói chung là bây giờ lâu lâu Thủy ra một cái video, bữa nào Thủy rảnh thì chia sẻ với ông bà cô chú anh chị về tại sao Thủy không có thời gian để ra video mỗi ngày. Đây là cái cái vườn nhà Thủy, nhưng mà năm nay thì không biết như thế nào, mong là cũng có thu hoạch được. Nói chung là làm hết cái này thì Thủy quay vậy, nhưng mà Thủy làm từ sáng 7 giờ đến 12 giờ 11 giờ rưỡi mới 2 giờ Thủy mới vô làm vậy, mà mấy tiếng đồng hồ đó ông bà cô chú anh chị, ra nhổ cỏ rồi bỏ hạt giống đồ này kia xuống đó. Mùa nào cũng như mùa nấy thôi, nhưng mà cố gắng trồng để mình có cây ăn trái và có rau củ quả ở nhà mình ăn nó tốt. Chứ người ta trồng thì nhiều khi mình cũng không biết người ta bón cái gì vô nữa, nên cũng hơi sợ. Còn có nhà công thì mình ăn ngon vậy ha, bà cô chính vậy ha. Đó, thì xin cảm ơn ông bà cô chính chị và các bạn đã luôn ủng hộ Thủy. Chúc mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc, an lành nha. Bây giờ Thủy sẽ lấy mấy cái cây bắp ra nè. Đó,
xong rồi thì để qua đây, mà hồi thì bưng xuống cái thì thảy nó xuống thôi. Nhưng mà mấy cây này là cây bắp nếp nha mọi người, đây là bắp nếp thì sẽ để hai hàng bắp nếp dài, xong rồi thì sẽ trồng bắp Mỹ ngắn ở dưới kia. Ở trên đây thì thị cho những cái khác vào. Đó, quá trời nè. Hai hàng nè, cũng quá xá rồi. À, thị tìm cái bắp nếp mà cái bắp nếp nụ sữa đó mọi người. Thị tìm không ra. Thị gọi của những người tiểu bang khác luôn. Những nơi mà bán cây trái đó, những hạt giống á, những người Việt mình á, người Việt mình bán hạt giống á, thì muốn trồng bắp nếp nụ sữa mà thì tìm không ra. Thôi thì thị trồng bắp nếp ngọt thôi, trồng bắp nếp dẻo, dẻo ngọt này thôi, chứ còn mà giờ tìm không ra sao mọi người ơi. Đợi thì đâu có được đâu. Đó, cho nên là ấy dù thấy ra gì nè, thấy thị làm bỏ bắp này xuống rồi mong là thu hoạch mà nó ngọt ngọt, nó dẻo mà nó ngọt ha, thì ok. Lại nói chung ăn bắp mà nó không ngọt ngọt á thì ăn không quen, tại vì ở bên đây á mấy cái bắp Mỹ mà gia đình thì trồng á nó ngọt dữ lắm, ngọt vô cùng luôn. Cái loại bắp đó thì mình phải đi lại cái farm á, cái chỗ mà người ta bán hạt giống mà người ta bán từ từ phao á, từ giống như là 100 gram cái đó mọi người thì mới có, còn mà mình mua ở trong những cái bịch thì không có. Ôi cái bắp nhỏ nhỏ nè đó, cái này thì không có là, còn mấy cái này thì đất này thì một hồi thì sẽ bỏ vô thì trồng cái khác á. Đó, ôm này là thị ôm cũng lâu lắm rồi đó, ôm lúc mà chưa ấm nữa mà mưa dữ lắm, thị phải canh dữ lắm đó mọi người. Đó, tại vì thị muốn trồng cho nó kịp thời gian á. Bắp Mỹ thì nó dễ ha, mà sao bắp Việt Nam mình trồng á thì mình phải canh hơn, nhiều hơn. Đó rồi, bây giờ thị sẽ cầm cái này thì đi bỏ xuống thôi. Không biết được bao nhiêu cây đây, cũng không có đếm nữa, thì cũng không có đếm là được bao nhiêu cây. Nó cái rễ nó nè, nó có cái rễ rồi đó. Ai mà ở thành phố trồng mấy cây ăn cũng được lắm mọi người. Bắp mà bắp Mỹ á trồng nó cũng dễ, bắp thì nó trồng dễ không có khó, như những cái rau salad này kia bắp thì dễ không có khó lắm. Rồi thì được một mâm rồi nè, rồi bây giờ thì đi bỏ xuống thôi. Bây giờ thì lấy mấy cái cây bắp ca xong rồi, cái giờ đi ra đây thảy nó xuống, thảy từ cây xuống, rồi một hồi thì sẽ ôm nó xuống, ngồi xuống và để nó xuống. Bây giờ thì sẽ bỏ nó xuống như vậy để cho nó có một cái hàng cách đúng với nhau đó. Tại vì nếu mà mình trồng gần quá thì cũng không có được, mà xa quá thì cũng không có được. Cho nên là phải đi từ trên xuống dưới, bỏ từ cái xuống. Làm vậy nhưng mà nó cũng có sức khỏe ha. Nhưng mà vô thì nó cũng đau lưng lắm nha, khom lên khom xuống. Đấy, vậy cho nên là thấy mấy người mà làm vườn, mà mấy người bán rau củ quả, mà bán organic thì cũng thấy thương. Tại vì hả, làm cho gia đình ăn thôi mà thấy cũng quá trời cực luôn đó mọi người. Cái này là phải cho tưới nước mỗi ngày, rồi phải ra ngồi nhổ cỏ. Nhiều khi thấy ra phải ngồi nhổ cỏ mấy cọng cỏ nhỏ nhỏ đó, mà nhổ cỏ đến cả 3 tiếng đồng hồ, cứ hết cái hàng này đến hàng kia, chăm những cái cây con từ nhỏ nhỏ cho đến lớn, chăm mỗi ngày luôn đó. Ngày nào rảnh là ra là lấy cái ghế ra ngồi nhổ cỏ, đội nón nhổ cỏ, vậy mà nó cũng vui đó. Mà bây giờ là bắt đầu vô mùa nóng rồi, cho nên là thì cố gắng làm cho xong đó. Thôi, sáng ra còn hơi lạnh lạnh thì làm mới được, chứ mà nắng lên mà làm ở ngoài đây là một hồi vô xỉu luôn á mọi người. Thôi thì đến đây thôi, xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha.
thường Thị cho Thị một like hay một share, một đăng ký ủng hộ thì cảm ơn rất 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 nhiều. Đó, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Thị quay sơ qua cho mọi người coi chứ Thị làm đến là 4 tiếng mấy 5 tiếng đồng hồ đó mọi người. Chúc mọi người thật vui vẻ nha. Bây giờ Thị sẽ ngồi xuống vậy nè, đi từ trên xuống dưới ngồi xuống. Rồi mình sẽ bỏ cái cây bắp xuống, rồi cái thì phải ngồi xuống, phải đè nó xuống đó, để cho cái rễ cây ở dưới nó cứng, chứ mà mình không đè xuống thì không được. Còn trồng hạt thì cũng phải đi lên đi xuống để bỏ hạt đúng hàng, rồi cuốc đất xuống nhẹ nhẹ đủ thứ hết. Nói chung là cũng vui, làm gì cũng vui, ra làm vậy mình không có suy nghĩ gì nhiều, đầu óc cũng rất là khỏe. Ra làm mà ai mà có thời gian mà trồng rau củ quả thì cũng vui lắm nè. Thôi thì cảm ơn ông bà cô chính chị rất nhiều nha. Chúc mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc, an lành nha. Đến đây thôi, rất là dài, bữa nào thì quay thêm cho mọi người coi cho vui ha.